trong đống trong người. Theo gương của bậc tiên thánh tiên hiền, thầy cô giáo chúng con nguyện đem công sức khuyến học khuyến tài chăm lo giáo dục chăm ngoan đạt đức đạt tài lập nhiều thành tích tiếp bước cha ông góp phần dựng xây nước mạnh dân giàu đất nước hiện đại văn minh tỏa sáng ngàn năm non sông nước Việt. Thank you.
Thank you.